Dạ, Thái xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ, Thái xin kính chúc quý bà con, cô bác, anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hiện Thái đang có mặt là tại cầu ấp Sổ. Dạ, ngay gần cái chỗ là bánh xèo ấp Sổ nha cô chú anh chị. Thì bánh xèo ấp Sổ là nó nói chung ra thì bà con ở đây ăn hoài thì cũng biết là nó ngon nhất cái chỗ địa điểm ở đây nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì có anh Phước, ảnh chiên đổ bánh xèo bán. Thì hồi lúc mà làm mùa dịch đó cô chú anh chị, làm từ thiện nấu ăn á, thì anh Phước có hỗ trợ là bên đội từ thiện để là nấu những món ăn để cho những bà con bị cách ly. Thì với cái sự nhiệt tình nấu ăn của anh Phước á, thì hôm nay thì ảnh được là một cô ở Mỹ thì cũng có gửi về một cái số quà để là tặng anh Phước. Thì hôm nay thì mình đem vô đây để là mình gỡ mình tặng luôn cho anh Phước nghe quý bà con cô bác. Ôi chồng người đẹp. Dạ thì đây là đã tới cái tiệm bánh xèo của anh Phước rồi nghe cô chú anh chị. Thì cái tiệm bánh xèo này của anh Phước thì cũng được bạn Khương Dừa mình đi vô đây thưởng thức 2-3 lần. Nhưng mà khi này vô thì mấy em đều đòi đến đây để ăn, được đến đây ăn. Thì đây cũng là một cái hương vị đặc sản của miền Tây nghe cô chú anh chị, là bánh xèo miền Tây. Dạ em chào anh Phước. Dạ nãy giờ ngó lơ không mà trời. À, cho phép em đeo này cái nha. Dạ, mình bán bánh xèo này là từ lúc mấy giờ sáng tới giờ vậy anh? Lúc 5 giờ tới giờ lận. Dạ thì 5 giờ sáng là bắt đầu là chuẩn bị đổ bánh xèo rồi ha. Dạ thì anh Phước cô chú anh chị là bán cái này là mình bán tối ngày luôn hay sao? Bán tối ngày luôn. Dạ rồi như là điển hình như là bây giờ cũng sắp Tết rồi, thì Tết mình bán tới bốn mùng mấy hay là mình bán hết nguyên cái Tết luôn? Bán liên tục luôn, không không nghỉ ngày nào luôn không? Ba không coi nghỉ Tết luôn. Bà không cho nghỉ Tết luôn hả? Không cho nghỉ Tết luôn. À, tất nhiên là Tết đó, bà con nào mà ở đi xa có về cô chú anh chị thì ghé ngang là cầu ấp Sổ để là thưởng thức bánh xèo ấp Sổ của anh Phước nha. Vừa là một thợ nấu ăn rồi đổ bánh xèo bán nữa cô chú anh chị. Đó, thì bánh xèo của anh Phước đổ rất là ngon nha cô chú anh chị. Rồi đây có bánh xèo nè, bánh xèo rồi bánh khọt luôn. Đặc biệt là cái nước chấm của anh Phước nó lạ hơn người ta. Khi mà cái nước chấm là mình có thể là mình sử dụng là được cả chai lẫn mặn luôn nghe cô chú anh chị. Đây hai cái hũ nước chấm này đây. Nó thì thường thường thì các món ăn ngon nhất là cái nước chấm nha. À, đây thì bên đây anh đã đổ sẵn rồi. Dạ một ngày là trung bình là mình đổ, mình có nhắm thử là mình đổ khoảng bao nhiêu cái bánh xèo không anh Phước? Ngày khoảng chừng 100 bánh nha. Một ngày 100 bánh nha. À. À, một cái là bao nhiêu? Giá bình dân ở mình ở đây là bình dân ở quê thì cặp được 25.000. Dạ, một cặp 25.000 tính ra là bánh khọt này được 20.000. À, tính ra là một cái như vậy là nó có 12.500 mà cô chú anh chị, rất là rẻ luôn ha. Còn bánh khọt một dĩa như vậy là mấy khuôn? Một dĩa 2 khuôn. À, một dĩa 2 khuôn 20.000 nha cô chú anh chị. Thì một khuôn ở đây là 3 bánh. 6 8 bánh. 8 bánh 10.000, 10.000 8 bánh. Đó thì bên đây là bánh khọt, bên đây là bánh xèo, mình không để nắp anh Phước không. À, bên đây là nhân nghe cô chú anh chị, đây sau lưng anh Phước là một cái thau nhân nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon luôn. Bên đó là giá nhân, còn bên đây là nối cốt của bánh khọt. À, thì đây là những cái bánh khọt đã thành phẩm ra đây. À, một dĩa, hai dĩa, ba dĩa, bốn dĩa như vậy là mình để sẵn đây, là khách đi ngang là mình gói vô là xong anh Phước. Dạ dạ thì nãy giờ vô đây lo chia sẻ bánh xèo với bánh khọt không à, giới thiệu bánh xèo bánh khọt mà quên cái trách nhiệm chính của mình nghe cô chú anh chị. Thì hôm nay thì anh Phước cũng được là một cô ở Mỹ gửi tặng cho anh Phước một số đồ dùng cá nhân thôi chứ không có gì. Là tất nhiên là cái này rất là thơm nghe cô chú anh chị, thơm lắm anh Phước. Ủa quà gì vậy? Quà gì vậy? Dạ thì cái này cũng như là cái tình cái nghĩa rồi nhớ đến anh Phước rồi gỡ tặng cho anh Phước với cô gái quê nghe cô chú anh chị. Thì mỗi một người như cô gái quê với Phước thì còn được là hai cục xù bông đô. Xù bông này rất là thơm. Bà với, có thể làm trắng được không? Trắng được, trắng luôn. Trắng luôn. Với một chai kem đánh răng đô này rồi mình tắm để cho nó trắng da nha. Cái này là cái tấm lòng của cô thì rất là quý nha cô chú anh chị, khi mà ở phương xa mà vẫn nhớ về anh Phước là cái người
nấu cơm để là nấu đồ ăn để là cho những cái khu cách ly. Tới bây giờ vẫn nhớ, rồi cũng cảm ơn cô với chú rất là nhiều đã nghĩ tới anh Phước. Đó thì đây là của cô Hồng. Cảm ơn nha. Dạ. Thì cái này là cái hàng ở Mỹ nha, chứ không phải giỡn nha. Dạ. Mỹ sẽ tay về luôn á, chứ không phải giỡn đó. Cầm tay ha. Rồi. Dạ. Bây giờ bánh xèo ngon quá ngon rồi, bây giờ anh Phước đổ thử em cho em hai cái đặc biệt đi. Ha. Cái đặc biệt không? Ừ. Bà ơi, vô lấy cái chảo bự của bà. Chảo bự mình đổ cái đặc biệt đó. Thôi, vậy giống của ta đi ông ơi. Giống của ta đi, đừng đặc biệt. Giống người ta đi. Đặc biệt đi, lấy cái chảo bự chút. Nó thì bánh xèo này ngon lắm cô chú anh chị. Bảo đảm là ngon luôn nè. Nhìn nè, anh đổ rất là mỏng nhưng mà nó rất là giòn luôn nha. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ là cho một cái nữa, là hai cái đổ vô ha, chín chưa? Rồi, chín. Rồi, chín rồi ha. Đây. Để chung cái dĩa này mà. Chung dĩa này phải không? Không có cái này nữa, nó sẽ bị gớt. Bị gớt hả? Phải có bỡ thêm vậy đó ha. Rồi mới sang qua vậy đó ha. Giờ giữ không? Rồi giữ luôn, quá giữ luôn. Ngon lắm bà con cô bác ơi, thử nè. Chừng phóng vậy nha. Nó giòn khấu à. Nó mỏng quá thì nó đã ấy rồi. Nó vừa đem ra thì nó đã nguội rồi. Quá trời. Ngon. Tự không, mình á thì chưa ăn ở đâu, mình á thì có ăn nhiều chỗ rồi, nhiều chỗ khác nhau rồi, mình thấy chưa có chỗ nào mà bánh mà nói chung là ngon như ở đây cô chú anh chị. Còn những cái chỗ khác mình chưa ăn nữa thì mình chưa biết sao nha. Nhưng mà ở đây thì mình thấy trước tiên là có hợp với khẩu vị của mình thì ngon. Mà đặc biệt bánh xèo miền Tây nó rau đồ nó đầy đủ, mình ăn nó không có ngán. Nó bà chủ là có ông chủ về là bà chủ nằm nghỉ không à. Vậy ha, không đợi nguyên ngày lắm gì. Vậy ha. Đây này có rau lạ nha. Cái này có rau lạ nè ha. Cái này là rau gì? Rau gì ngành ngành. Có gấu lá ngành ngạnh, lá ngành ngạnh nè, thấy không? Trước tiên là mình giới thiệu củ gao trước. Là cơm nguội, nhiều gao. Đây cơm nguội. Cơm nguội ngành ngạnh. Cái cơm nguội này á cô chú anh chị là nó là một vị thuốc nam, ngành ngạnh này nó cũng vị thuốc nam. Cơm nguội này á thì người ta thường nấu nước người ta uống là nó trị bệnh ruốc cũng rất là hay. Được, có cái này cơm mình nấu chín rồi nè, để nguội được rồi, cơm nguội. Để nguội nha. Rồi nó bớt sữa hoài. Đó, rất là nhiều gao luôn nha. Này nó có nè, cơm nguội nè, lá ngành ngạnh nè, cải salad nè, rồi nhảy nè, rồi cải xanh nè, đó, rồi rau nhảy nè, rồi rau thơm nè, nó nhiều lắm cô chú anh chị. Đặc biệt là thêm một cái chén là nước chấm kêu bằng là nước chấm đặc biệt. Đó, nước chấm này là chai mặn đều ăn được hết nha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Mình vô ăn thức ơi. Rồi làm đi. Rồi sao Tết năm nay có tính là làm công việc gì nữa không anh Quốc? Tết năm nay mình có tính gì nữa không? Có đại nhạc hội gì lớn lớn không? Có nhiều làm nhiều hả? Có nhiều làm nhiều hả? Không làm lớn nữa hả? Có nhiều làm nhiều thôi ha. Làm biết cái lẻ cái sĩ gì dọt trên. Đây mời quý bà con cô bác nha. Trời ơi. Đầu tiên thì mình gói với lá ngành ngạnh với lá cơm nguội. Cơm nguội thì nó chát chát. Lá ngành ngạnh thì nó cũng mình chưa ăn sao chưa biết. Mà thử nha. Chua chát vậy thôi. Đó dữ vậy. Đúng bài đúng không? Đúng bài. Đâu có lá lụa đâu. Quá đã. Thì anh chị em nào mà có về quê á, có đi ngang cầu Phú này á, thì ghé ngay cái cầu Mũ Ấm Sổ ha, ủng hộ anh với chị, anh Phước với chị Phước. Ngon lắm bà con ơi.
trong cái nhân bánh xào này nó có củ cải đỏ, củ sắn, cái gì nữa? Củ đỏ, củ sắn, tép. Tép. Thịt ba chỉ. Ừ, thịt ba chỉ. Dạ. Ừ. Đây tàu. Ở Bến Tre thì củ hủ dừa. À. Củ hủ dừa ngon hơn ha. Ừ. Đi là ngày hôm qua đi. Ở quê người ta xài cũng đang. À. Mình ở đây mình xài đỡ sáng đi. Ngày hôm qua là đi bánh xe Bến Tre là ăn bánh xèo củ hủ dừa hả? Củ hủ dừa. Ồ, đã dữ trời. Quá tuyệt, tuyệt vời. Tết này có hòa chị thảo mỹ gì không? Đã lắm. Dạ. Đã lắm rồi con của bác. Đây. Có vô một miếng này ha. Trên một miếng lá ha. Thì cái bánh xèo này á là mình ăn, mình bóc, mình chấm nó mới ngon nha cô chú anh chị. Thử lát chị á. Vâng. Một cuốn bự rồi. Vô. Cái này nó đủ hương vị luôn à. Cay có, chua có, ngọt có, béo có, giòn có. Có bằng ăn bánh xèo là ăn đủ hương vị đó cô chú anh chị. Lâu lâu ăn bánh xèo là ngon quá. Ảnh đổ mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà thật sự ra mình vô đổ nó không phải dễ đâu quý bà con cô chú. Nó không có được mỏng, nó không có được ngon vậy đâu. Nó sẽ chỗ dày chỗ mỏng. Nó không có đều. Ông đổ mười mấy, bà với ổng là mười mấy năm kinh nghiệm rồi. Hồi đó hai vợ chồng sao mà mình ra mình bán bánh xèo anh Phước? Cái lý do là sao mình ra mình bán bánh xèo? Anh không buồn quá, chị buồn. Anh quê buồn quá, rồi không làm gì. Đổ bánh ăn thấy ngon ngon, miệng vui vui. Mà đổ bán luôn. Đổ bán luôn, tới giờ luôn. Chứ không có tính trước gì hết đó hả? Hồi nhỏ lớn giờ chưa biết thằng bánh xèo ăn ngại dám ra đổ bánh xèo bán. Hay vậy? Đâu có ai đâu không? Ừ. Không. Ở đây mình đổ thì nó ngon hơn thiệt. Đặc biệt là cái nước chấm của mình đó. Ở đây biết sao đổ bán kẻ của đậu đổ cao cấp được. Dạ. Bánh xèo này mà mình bán được 25.000 cái là mình đổ là ăn là hết chơi luôn đúng không? Dạ. Bây giờ ở đây bán cháo thì đẹp quá rồi đâu bán cao cấp. Đó thật chứ. Bánh xèo là ăn phải từ giá mấy chục ngàn cái. Có bánh khọt có không? Đây có bánh khọt không bà con cô chú. Đây. Bánh khọt cũng rất là ngon. Này lỗ thì không phải dễ đâu. Nó thì bây giờ bên đây nó nóng lắm, nó mới ra nó nóng lắm. Ăn nổi đâu. Mới ra nóng lắm ăn nổi đâu. Mình phải lấy những cái mà nó nguội nguội vậy nè. Để mình sẽ lấy luôn cái dĩa bánh xèo này để mình thưởng thức, mình giới thiệu với bà con luôn ha. Bánh khọt này. Đây, đây là bánh xèo. Còn đây là bánh khọt. Ừ. Vô xèo vô khọt luôn. Khọt xèo. Nó ngon cái đỏ còn mình là cái bánh xèo, sọt cái bánh khọt miền Tây mình thì nó khác nha cô chú anh chị. Nè, nó có hai cái loại, ở ngoài vàng, ở trong trắng. Ở ngoài vàng là bột bánh xèo phải không anh Phước? Ở ngoài vàng là bột bánh xèo. Trong là nước cốt. Trong là nước cốt dừa. Dạ thì tại vì cái bánh xèo này anh Phước đổ với cái giá nó quá mềm đi. 8 cái nó có 10.000 à, cho nên là nó thiếu quần tôm. Phải mà nếu như mà nó cái giá mà mình đổ mà nó được cao cao hơn xíu là mình sẽ có con tôm. Dạ thì giờ này cô chú anh chị do là cũng buổi sáng cho nên là ít khách, chứ chưa chưa xíu là anh Phước sẽ bán tới chiều. Mà đặc biệt là năm nay là bà chủ bà không cho ổng nghỉ, là ổng bán luôn cái ngày mùng 1 bán nguyên cái tết luôn á cô chú anh chị.
tại lý do năm nay bà chủ bà bị giật khỏi nên là bà cũng quá kinh tế, thành ra là bà không có cho nghỉ Tết. Năm nay nắm dọn lại không chứ đã không đi ăn nhậu hoài cũng vậy hả? Con gái rú hoài cũng vậy. Đây nói gì vợ chồng anh Phước vui lắm cô chú anh chị, chịu nói giỡn đâu lắm. Đây mà bà con cô bác nha. Đúng rồi, cái bánh khọt nó ngon. Xem rau mà đủ loại rau này nữa không? Thứ gì chỗ nổi. Làm cái bánh khọt nữa nha. Rồi. Rồi phải kèm rau vô nữa nha. À, như thiếu dưa leo quá vậy anh Phước ơi. Rõ ràng thiếu dưa leo phải không? Rồi. Thấy không? Mình quên rồi không, nhưng mà rau này cũng ngon. Nè. Quá đã. Cây lá này nó lá gì? Lá ngành ngạnh. Nó là ngạnh, nó chua chua. Đấy, ăn cái chát chát. Nó là ngạnh này nó chua chua mà. Ăn thử không lá ngành ngạnh ơi. Nó chua chua, ngon mà. Chua ngon. Ừ. Nó là ngạnh nó ngon. Chát chua là ngon. Ừ, còn cái còn chát bằng nào? Cơm nguội thì nó chát. Chấm thì mặn không? Ừ, chấm thì mặn. Trời ơi, hết sảy luôn. Thứ gì chỗ nổi. Mình ra tiệm á cô chú anh chị. Mình khi mà bánh xèo này làm á thì cũng nghe cũng nhiều cô, nhiều mấy dì hay mấy chị đều nói bánh xèo làm mà ở nhà là ăn nó không có ngon. Lý do là khi đổ á rồi mấy cô với mấy chị á bốc lẩm hoài à, tới chừng khi mà lên ăn rồi nó no rồi nó đâu có ngon. Không ăn không được, tại vì làm thì bốc lẩm hoài ăn đâu được. Khi mà ra tiệm á ngồi ăn người ta đem nguyên cái vậy là ngon, là đúng. Thử. Dạ không, nhưng mà bánh xèo của anh Phước ngon thiệt hay cô chú anh chị. Trời ơi nó đã, ăn hoài không chán luôn. Dạ trước phải gái cơm đi ăn. Dạ hôm nay thì hai vợ chồng Thái sẽ đi chia sẻ đến những cái hoàn cảnh khó khăn của chú anh chị, đi trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn. Trước tiên thì ghé anh Phước để trao cái số quà của vợ chồng cô chú ở Mỹ gửi cho anh Phước, rồi thẳng ra thưởng thức bánh xèo chia sẻ với bà cô chú luôn. Dạ rồi. Bà con nào ở Tết có về nhớ ủng hộ bánh xèo ấp chỗ nha. Dạ thì video của Thái hôm nay đến đây cũng xin phép được kết thúc. Dạ xin chào và hẹn gặp lại với bà con cô bác mình vào một video tiếp theo nha. Dạ xin chào.